hai đứa là ngồi thân chung bàn phía trên. Và lúc sau chuyển chỗ thì do là cứ một học kỳ là sẽ đảo chỗ, thì bạn đó quay khóc bên kia ngồi, hai đứa không ngồi chung với nhau nữa. Và có một ngày đẹp trời thì bạn ấy rủ xuống căng tin rồi nói chuyện, nói là ê tao thích tao với thằng đấy đang quen với nhau. Cái mình như kiểu là trời, giống như là mình chết rồi vậy đó. Đó là kia là con bạn thân của mình và đây là một cái người mình thích. Mới lớp 7 thôi đó. Thì bạn thân cướp bộ rồi đó. Kêu là bạn thân cướp bộ rồi đó. Chị Misa, nhưng mà lúc đó đó là sau khi mà biết được như vậy á thì chị còn chơi với cái bạn thân không? Thì vẫn chơi bình thường thôi, thì mình đâu có phải là đúng rồi từ ban đầu mình đâu có nói với bạn kia là mình thích bạn đó. Nói chung là cái chuyện là mình tới sau mình chịu thôi em. À vậy hiểu không, người ta tới trước rồi thì mình phải chấp nhận vậy thôi. Đây cũng một vấn đề lòi ra nè, các bạn nam các bạn nữ thường á là các bạn thích ai là người chủ động hơn trong cái chuyện tình cảm? Nó tùy mà, thường thì đúng là con trai sẽ đưa ra tín hiệu. Nếu mà con trai cũng nhận được cái tín hiệu của từ bạn nữ đó thì con trai sẽ là người chủ động mở lời ra nói. Nhưng mà nếu vẫn không nhận được cái tín hiệu luôn thì chắc cũng sẽ im luôn. Nhưng mà có trường hợp không đọc được tín hiệu, hiểu không? Thì đó là được cả nhà im luôn. Anh coi rồi cái trường hợp mà đúng rồi, không đọc tín hiệu là cái trường hợp của em á. Là em không có cảm giác gì với con trai hết đó hả? Dạ không phải, là cái anh kia đó không đọc được tín hiệu của em đó. Không khớp. Chắc tín hiệu của em gửi đầu ngoài vũ trụ của em. Gửi đầu ngoài vũ trụ của em. Đọc được em ơi. Em phải đúng là đọc được liền luôn á. Anh bảo không tình kỳ. Không, mà trong câu chuyện đó bonus thêm một điều nữa là lúc mà Misa thích bạn đó thích lắm luôn á, trong lòng như có lưỡi mà lúc nào cũng là lạnh lùng vô. Lạnh lùng vô. Trước mặt là đi ngang mà không quan tâm. Không quan tâm nhưng mà trong tim là kiểu là thình thịt. Rồi đến năm đại học á thì gặp lại, thì tức là cách đây khoảng 5-7 năm trước thì gặp lại bạn đó, tức là có liên lạc lại thì đã định là gặp bạn đó nói rằng là ngày xưa mình thích bạn kiểu này kia. Và cuối cùng là coi hình trên blog 360 bạn đó là bạn đó đã chụp hình cưới và kết hôn rồi. Trời ơi. Lần thứ hai trong cuộc đời. Yêu đơn phương, thính đơn phương mà thính từ năm này qua năm khác luôn vậy đó. Động lực để chấp nhận được. Cái câu chuyện của Misa với cái dạng giống như vậy á, người ta thích người ta mà không nói mà bằng làm lạnh lùng để cho người ta thích mình lại á. Thì nếu mà đi kể cho mấy cô mấy gì ở dưới quê mà nghe, mấy cô nói ai kêu mày nhiều hơn chi? Ai kêu mày nhiều hơn chi? Không có lời của mấy gì nữa, lại tôi nhá, đừng đánh giá tôi tội nghiệp tôi rồi đó. Không, mình có kinh nghiệm ha, bớt lại rồi. Câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay, dùng mọi thủ đoạn theo đuổi hot boy bóng rổ. Nửa này bóng rổ nữa, có sai đâu. Hot boy bóng rổ là người yêu của tất cả các bạn nữ hồi còn trẻ, hiểu không? Đọc tiếp nè. Đẹp trai mà, bây giờ đẹp trai hơn cô gái, nhưng ngậm ngùi thành em gái mưa vì hot boy thích cô bạn thân. Ủa ai câu chuyện giống nhau quý vị? Ủa ai vậy? Em của chị. Ủa em. Cái gì? Ai? Lúc Vân sao? Em học lớp 12. À là lớn hơn là cấp 3 rồi hả? Lớp 12 anh, 12. Học ở lớp 12, lớp 10, cấp 3. À. Thì là để em tả cho anh nghe. Em tả theo ngôn tình. Đúng ý anh luôn á. Ok, mời em. Em với anh đó là học cùng buổi sáng lớp 10, em lớp 10 lớp 12. Thì mỗi lần mà ảnh đi vô trường á, anh biết cái người của ảnh giống như trong mấy cái phim mà phim drama mà tỏa luồng sáng không? Xong quay slow motion á. Mà bling bling là có đó, bling bling à, đúng rồi. Và ảnh rất là đẹp trai luôn. Lúc thời đó là ảnh cao 1m8. Ảnh là đội trưởng đội bóng rổ ở trường em. Mà hả, mũi thì thẳng băng, mà em thì gu của em là thích trai mũi cao. Đó, gu của em từ nhỏ đã vậy rồi. Cái gu em khó đó. Cái em vô trường là em đi địa ảnh đầu tiên rồi. Nhưng mà ảnh này học giỏi nữa anh, giống như con nhà người ta vậy á. Lớp chuyên toán anh. Trời ơi. Chuyên toán chơi bóng rổ. Chuyên toán chơi bóng rổ và đội trưởng của đội bóng rổ. Đó, thì hỏi sao không mê. Cái hả, mà thường thường em không có xuống dưới sân trường chơi. Dạ, em lầu của em học bên đây, lầu của anh học bên kia. Mỗi lần đánh tiết mà tiết 2, tiết 3 là em từ bên đây em nghiếu qua bên kia. Ảnh học bài em cũng coi. Ảnh ra anh hành lang học bài em cũng ngồi em coi. Ảnh đi xuống dưới, ảnh chơi bóng rổ em cũng đứng đây em coi. Năm đó xem lên lớp được. Em vẫn lên lớp đều mới là hay. Rồi, đến một hơi em cảm thấy bây giờ là như vậy, coi hoài vậy không được rồi. Cái em mới quyết định là em xuống sân trường. Thì ảnh chơi bóng rổ. Em ngồi xuống ở gần đó mà ngồi ngu. Ngồi sau mà ngay cái lưới, mình ngồi sau cái lưới. Rồi quất một cái bóng rổ vô mặt em luôn anh. Mà ảnh quất. Quất. Anh nghĩ là nguyên một cái bóng rổ tạt ngang mặt em luôn. Không có cảm giác sao em? Em đau lắm chứ anh. Nhưng mà em thì Phê không? Phê đau lắm. Đau lắm. Đó, nói chung là khỏi lại.
Rồi cái em ấy cái ảnh hỏi sợ quá, cái ảnh mới chạy là nguyên một đổ rổ luôn. Trời ơi xin lỗi em nha, sao tụi em ngồi đây chứ vậy, tự nhiên tụi anh chơi em ngồi đây. Không sao không sao đâu, anh đừng quan tâm em, không sao không sao. Mà trong lòng trời đau quá. Rồi sau đó là từ lúc đó thì em với ảnh có connect với nhau rồi. Đâu có cần phải không có như không biết ở đâu. Thì em mới bắt đầu là nói chuyện thân với các bạn bè thân của ảnh. Rồi sau này thì là tự nhiên thân dần đi. Thì em thì em không có đi học bằng xe đạp, thì em mới nhờ ảnh đi học bằng xe đạp, bằng xe cuộc. Thì hôm đó em mới giới bộ em nói là anh chở em ra cái xe buýt đi anh. Em đi bộ hơi xa. Rồi anh chở như giống như trong phim ngôn tình vậy đó. Ảnh to mà anh chở cái xe đạp, em ngồi phía sau vậy nè. Có mắc mưa không chị? Có mắc mưa không? Không mắc mưa mà vui lắm. Lúc nhưng mà được thời gian thì em với anh cũng nói chuyện rất là nhiều, tại vì em cũng thân với là mấy anh ở trong đội bóng rổ nữa. Thì một hôm tự nhiên anh kêu em ra, cái em cũng ra. Thế anh nói là bạn con bé bạn em tên là Trúc, ủa Trúc nó có bạn trai chưa? Em cũng không có nói, em nói em cũng không biết nữa. Thì anh mới nói là anh thích Trúc bạn em lắm, em có thể nói giùm anh được không? Tèo. Nghe mà giống như là nhờ làm mai giùm vậy đó. Em bình tĩnh lắm anh. Đó giờ em luôn bình tĩnh. Ủa vậy hả? Anh thích bạn anh hả? Trời ơi gì đâu, để em về em nói cho. Gì đâu. Cái ổng, ủa vậy hả? Nói giùm anh nha. Ok anh. Trời ơi về khóc quá vậy khóc. Vậy thôi hả? Dạ vậy thôi đó. Ủa anh thấy là em dùng mọi thủ đoạn mà. Thì có không thủ đoạn đó anh, dùng mọi thủ đoạn là nhiều thủ đoạn. Có tình ngọn ngay đằng sau cái lưới đó. Anh tưởng thủ đoạn phải là cỡ như là giống như em biết rồi, em nghe rồi nha. Xong rồi về, ê Trúc ông kia ghét mày lắm. Không. Vậy mới là thủ đoạn chứ. Nhưng mà sao là em vẫn là một cô gái tốt nên thành ra là em là xấu tính rồi. Em vẫn nói với bạn em luôn. Em nói ổng thích mày lắm á. Ông bạn em được. Ủa thì kệ ông chứ, kệ ông chứ. Đâu thích đâu. Trời ơi, con tim này đau thêm một lần. Đau thêm một lần nữa. Cái em mới kiểu như vậy thôi. Nhưng mà lúc sau thì bạn em nó nói là nó không thích anh đó. Thì lúc sau thì là tụi em vẫn là bạn bè bình thường với nhau. Rồi ảnh thì ảnh đi học xong ảnh ra trường, rồi xong đó em lên lớp bình thường rồi. Mà câu chuyện kết thúc cũng không có hậu luôn. Tới từ luôn. Gặp những bạn nam mà lung linh tỏa nắng như vậy là nhà cũng có gặp trong cuộc đời của mình á, kiểu thích lắm mấy bạn mà. Thì vậy mà giống như anh bảo. Không dạng cái. Ủa sao chê chê. Không. Vậy là hàng dạt rồi. Nói gì vậy bạn? Đâu đã. Nói gì vậy em? Em đâu nói đâu, tao thấy cho nhãn hơi dạt dạt. Thế còn Saki, em có yêu đơn phương ai bao giờ chưa? Hôm nay Saki em thì em chưa có yêu đơn phương ai, nhưng mà kiểu như mới gặp qua lần đầu thấy như là anh đó đẹp trai, sói ca hay là ga lăng hay gì đó thì em cũng như là cảm nắng. Mà yêu đơn phương thì thật ra thì chưa có, tại vì em thì bạn nào mà tỏ tình với em trước hay gì đó thì em mới bắt đầu có tình cảm và tìm hiểu. Nhưng trước giờ em chưa có yêu đơn phương ai cả. Tức là khi nào người ta tỏ tình là mình đều đáp lại hả? Không đáp lại nhưng mà đi sẽ tìm hiểu người đó như thế nào nếu mà hợp thì mới bắt đầu quen. Như là Saki là chưa yêu đơn phương ai bao giờ. Dạ. Về cuộc đời của cô gái này bình lặng quá nha. Câu chuyện tiếp theo. Em đã từng đơn phương một cô gái tomboy. Wow. À, thú vị. À cái này hay gái, à. Gái thử coi ai. Cái tomboy này hay à. Ai? Không rõ trong này. Ai đâu? Không uống rõ được. Trời ơi Hồng Ân. Xin mời em. Cái này là từ lúc em mới vô trường Nhân Văn là năm nhất á, Nhân Văn mà người ta hay gọi là nữ nhi quốc đó. Trường có rất nhiều con gái á, mẹ với nhiều người lắm, nói là vô đó rồi đừng có để mình kiểu như là con gái mình thích con gái rất là kỳ á, tại vì ở quê người ta cũng còn kiểu như là nghĩ có những cái suy nghĩ phù hợp. Dạ, kỳ thị mấy cái đó. Thì em cũng bình thường em nghĩ là con không bao giờ thích con gái đâu, tại vì con rất là thích con trai. Kiểu vậy. Cái nhưng mà tự nhiên vô trường mà em không biết sao, em không biết vì lý do gì luôn mà cái suy nghĩ trong đầu em nó tự nhiên nó thay đổi là người ta hay nói là bị gay với lại bị les đúng không? Nhưng mà em nghe vậy em rất là khó chịu, em nói là đó là chứ không phải là bị. Em kiểu như là em tìm một cách để em chống chế lại, em cãi lại với người ta là đừng có nói người ta như vậy, cái đó không phải là cái người ta muốn, kiểu như người ta sinh ra là đã như vậy rồi chứ đừng có nói là bị cái kiểu vậy. Em rất là khó chịu. Thì chị khóa trên của em là một tomboy, thì lúc đó là quen bạn của em. Quen thôi, lúc đó em cũng bình thường cũng chơi chung thôi chứ không có cảm tình gì hết á. Nhưng mà từ khi hai người đó chia tay thì trong một cái khoảng thời gian đó nói chuyện với bạn với chị với tomboy kia thì tự nhiên em có tình cảm. Em không biết sao, cái khoa em rủ họp khoa rồi cái đi thì mọi người cứ giỡn em cũng giỡn rồi vác vai rồi nắm tay thì con gái với con gái mà thì nắm tay bình thường. Cái tự nhiên em thích.
Tại vì theo nghiên cứu là theo khoa học nghiên cứu, theo khoa học nghiên cứu là 80% con gái là song tính. Ý là em nghe nói thôi chứ không phải là em cha. Nhưng mà con gái là đúng á, tại vì rất nhiều rất thích nhìn gái đẹp hoặc thích tomboy. Ngày xưa cũng từng thích đơn phương một bạn, vừa là tomboy, một bạn tomboy và một bạn nữ luôn. Em có cảm giác kiểu vậy. Em định nói rồi nhưng mà em sợ lắm, em không dám nói. Tới bây giờ vẫn vậy, người kia có bạn gái rồi nhưng mà em cũng chưa nói vậy. Nhưng mà cảm xúc của em nó kéo dài trong bao lâu? Tới bây giờ em vẫn còn thích. Tới bây giờ như là thích là muốn cái cảm giác ấm áp khi bên người đó thôi. Thích kiểu gì ta? Không biết. Thích kiểu ngưỡng mộ nhiều hơn. Em cũng không biết sao nữa. Không, đôi khi là chúng ta có những cái cảm xúc nó bất chợt như vậy đó, mà nó kéo dài rất là lâu. Thực ra bọn nghĩ là cái chuyện mà cảm xúc có với nhau đôi khi là chỉ cần một cái nắm tay thôi là nhớ hoài, mà cũng không biết là lý do vì sao. Cũng có những người từng rơi vào trạng thái đó. Các bạn nam có bị không? Tôi bị nè. Đây nè, anh con bị nè. Để cho anh ta nói. Lúc đó là cái thời mà còn mọt sách á. Cái này cái thời nên mà cái là mọt sách. Mọt sách mà. Mọt sách hả? Cái thời đó thì không dám nói chuyện với con gái, nói chuyện với con gái là run. Là sẽ cả lầm. Lúc đó đi học thì cũng không có đi chơi nhiều, đi học về là đi về nhà thôi. Thì cũng thích là giống như là Miswa với là Bích Trâm vậy đó. Thích một kiểu đơn phương, nghĩa là thích cái bạn đó từ khoảng như là 3 năm, nghĩa là thích thầm thôi. Cái bạn đó làm gì thì vẫn thích, vẫn đứng phía sau nhìn. Có một lúc bạn nói chuyện tới gần là lúc đó là điểm sụt luôn, là không dám làm gì hết, không dám giỡn, không luôn. Mất điểm luôn. Cho mừng cục tẩy, chạm cục tẩy không là cũng rung rồi. Đỏ mặt, thích thầm vậy thôi, cái là không dám nói gì hết, tại vì cái tính cách của Lincoln rất là nhút nhát. Không có dám nói gì hết. Rồi sau đó cái hai người cũng đi học những cái khoa khác. Thì sau đó Lincoln học y, bạn đó học y, cái gặp lại trong một cái trường hợp. Lúc đó cũng đỡ hơn một chút. Mới nói chuyện là hồi đó là nhớ là hồi đó cũng vui tại tớ thích cậu. Ủa vậy hả? Tớ hồi đó cũng thích cậu. Cái đồ gái nói lại. Tiếc nuối. Vậy bây giờ nếu mà nói ra có đến được với nhau không? Không, tại đoạn nó đã có người yêu rồi. Thôi nói chung một rút kinh nghiệm ha. Thích ai thì nói cho người ta biết, chứ đừng có đơn phương. Nhưng mà từ từ nó vẫn còn rất là nhiều câu chuyện đơn phương khác nữa. Theo dõi nè. Thích người ấy mà gặp nhau là chửi nhau như chó với mèo. Hay giống trong phim. Cái này giống trong phim nè. Phim hay chửi trong đó. Đâu câu chuyện của ai đâu? Của em. Cái việc mà hồi nãy em cũng như là Miswa cũng có chia sẻ là em thích một người nhưng mà em không bao giờ nói thích người đó hết. Giống kiểu mình sẽ gây ấn tượng với người đó bằng cách chửi nhau như chó với mèo. Đó, chàng trai này thì em biết hồi năm tiểu học rồi. Và là một người học rất là giỏi, rất là cao, rất là đẹp trai. Nói chung là em thích. Xong rồi đến năm cấp 2 bọn em có cơ hội học chung với nhau. Đó là năm lớp 7. Càng học chung thì càng thấy thích bạn này. Bởi vì bạn này là một người rất là thông minh, rất là giỏi. Mà kiểu một con trai không phải là người mọt sách, mà rất là mê game và thích thể thao. Nhiều thái cực trong một con người. Và bạn đó cũng chính là người mà tạo cho em động lực để em học tốt hơn. Tại vì bạn đó học rất là giỏi nên em muốn là nếu như mà em ngỏ lời thích bạn đó thì em cũng phải là có một chút gì đó ngang ngửa với bạn đó kiểu vậy. Thì phụ huynh nào mà có được con như em chắc mừng dữ lắm. Động lực là bởi vì cho trong trường có trai đẹp rồi. Và em cứ thích đơn phương như vậy bao nhiêu lâu cho đến khi chứng kiến bạn đó quen bạn thân của em nữa. Anh bảo em có biết một cái câu rất là hay, tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân. Anh bảo thấy đúng không? Anh thấy đúng không? Lỗi ở bản thân hả? Lỗi ở bản thân. Không có lỗi đâu. Thật ra cái lỗi là ở cái người mà đi chơi với bản thân, có hiểu không? Không có lỗi là lỗi do mình không thổ lộ. Đúng rồi. Bây giờ mình vẫn còn hối hận. Em nghĩ là nếu như mà thời gian quay trở lại, em sẽ thử thổ lộ một lần xem sao. Nhưng mà mấy lỗi bạn đó cũng thích mình thì sao? Tại sao mình lại giữ trong lòng làm cái gì? Tới cái đợt em vô đây học đại học thì xong rồi em về. Đợt Tết em về em định thổ lộ với bạn đó. Ngồi cả nhóm họp lớp á, xong ngồi đi ăn xong kiểu có nên thổ lộ không ta? Nhưng mà bạn đó nói trước, mày ơi, mẹ tao cấm không cho quen con gái sinh năm 94. Là bảo là bị khắc tuổi hay như thế nào đó. Là bố mẹ của bạn đó rất là kỹ, là tính cả cái chuyện là nếu như mà con quen bạn gái thì con phải coi tuổi này nọ kia. Bởi vì không có hợp với đường làm ăn sau này nọ kia. Được công danh sự nghiệp. Dạ, em nghe vậy kiểu rồi thôi, giữ trong lòng. Động. Bởi vì mình nghĩ là trời một nhóc như mình mà sao mà với tới một cái người học lớn hơn mình. Bởi vì mọi người thấy không, mà sự gồng lên ở bên ngoài chỉ là một cái vỏ để che đậy sự yếu đuối bên trong. Tóc dựng ngược, cúc áo mở đồ ha. Bài bạc đi học trễ đồ ha. Nhưng cuối cùng rồi thì cũng là một cậu nhóc lớp 10. Rồi sao?
Rồi tới một cái ngày là em đi trực, thì lúc đó cái lớp của chị đang vội vã quét vội, chưa có trực nhật xong đó. Bắt đầu là mình đi ngang rồi, đi ngang mình lấy hết cái niềm tin của mình để mình đi vô để mình bắt chuyện. Ha, chưa quét dọn xong tôi ghi tên vô nè nha. Gì đó, tại lúc đó mình có sổ có thẻ mà. Năn nỉ chị, thôi mà đừng chạm tay chân. Thôi chị quét xong rồi đừng có ghi tên nha, bữa nay chị lớp chị trực đó. Mình bị cái luồng điện chị. Cái lúc đó mình ngưng khoảng 2 giây, cái bắt đầu mình lấy lại bình tĩnh nói. Giỡn thôi, em không có trực lớp chị. Cái người đó trời ơi, nó cầm chỗ nó cược. Đúng rồi, không đánh luôn là mai rồi đó. Cầm chỗ nó rượt. Nhưng nó đã tạo ra một cái tình huống để chúng ta dễ nói chuyện về sau, đúng không? Ờ. Thì sau hôm đó, mỗi lần gặp nhau trong trường là gặp nhau cười một cái. Gặp cứ cười một cái, mà cười là thôi nha. Cười là thôi, em nhớ là đúng một tuần sau là ngay ngày 8 tháng 3 bắt đầu về nhà mình cứ khó chịu, mình cứ tương tư, mình cứ gai góc trong người hoài, khó chịu quá. Chị muốn hỏi em một câu nè, cái mùi hương ấy, cái ánh mắt ấy, cái nụ cười ấy, nó cũng chưa là cái gì so với những cái trải nghiệm trước đây của mình. Mặc dù những cái mối tình đó nó rất là trẻ nít, cũng không thể gọi là mối tình, nhưng mà mình cũng đã từng đi trượt ba tin với một cô gái rồi. Những cái lần khác chị tin rằng là không chỉ có mỗi cô gái năm lớp 6 ấy đâu. Thế thì cái điều gì ở cái mối tình lần này, ở cái sự gặp gỡ lần này, nó làm cho em cảm thấy phải bận bịu về nó nhiều như vậy? Trước đó thì thật sự là chị nói đúng. Tại vì em cũng không muốn khoe là lớp 6, lớp 8, lớp 9 thì em cũng có mỗi năm thì có một bạn. Chị nghĩ là mỗi năm hai bạn đó, không, mỗi học kỳ thôi. Một bạn. Dạ không, một thôi. Tuy nhiên thì nó cũng, đối với em nó cũng chỉ là những cái mối tình mà nó vớ vẩn thôi. Là với Hảo 2022 thì Hảo sẽ nghĩ vậy nha. Còn Hảo trong những cái năm trước á thì nghĩ cũng có tấm có món lắm. Dạ đúng rồi, thì rất là trân trọng. Còn tới cái mối tình này, tại vì mình cảm giác là mình đã trưởng thành rồi. Lên lớp 10 rồi, bỏ cái khăn hoàng ra rồi. Trưởng thành mình phải nghiêm túc về cái chuyện này. Bỏ cái khăn hoàng ra rồi nói chuyện với anh. Thì nó là một cái bước chuyển. Nhưng mà có một cái em đính chính là không phải chỉ cái mối tình này là em bỏ nhiều công sức như vậy, bỏ nhiều cái thời gian như vậy. Những cái mối tình trước em vẫn có. Nhưng mà nó có những cái thất bại nhất định. Và đối với em thì những cái đó không thành công, có nghĩa là không phải một mối tình cụ thể. Chính danh, một mối tình chính danh. Và đến cái năm này, với cái sự gặp gỡ này, mình bắt đầu phải lưu tâm nhiều hơn về nó. Cái sự quyết liệt mà mình dành cho nó nhiều hơn. Rồi sao? Rồi 8 tháng 3 tới đó, cơ hội một bầu trời luôn đó. Tới công chuyện với em. Lúc đó có một thằng bạn ở trong trường là nó bán hoa. Nó tự nhiên nó đến thôi. Tại vì mình cũng không có nghĩ là mình sẽ đi ra một cổng trường để mua hoa, hay là ghé một cái tiệm hoa để mua hoa. Mình không thể nào chủ động cái chuyện đó. Nhưng mà nó tự nhiên nó đến thôi. Tự nhiên nó đến, nó nói: ê, mày có mua hoa mày tặng cô hay là tặng bồ mẹ thì liên hệ tao. Tao bán. Ví dụ như mình mua ngoài mà mình cầm vô á thì nó cũng hơi mắc cỡ. Đây là thằng bạn của mình. Thời tới rồi. Đó là một sự sắp đặt đó, nó tạo hóa rồi. Thời tới rồi. Bắt đầu cũng rung lắm. Em mua, em nghiên cứu kỹ lắm nha chị. Em mua không biết là mua bao nhiêu bông. Ví dụ như em nghiên cứu là 5 bông đi, là anh chỉ có mình em. Trời đất ơi, em tính vậy luôn. Chết rồi. Còn 3 bông là I love you. Còn 2 bông thì em suy nghĩ là yêu em hoặc là chia tay thôi. Không được, 2 bông thì ít quá, với nó lẻ quá. Nó chẳng quá, em kỳ quá. Số lẻ thôi. Còn 1 bông thì là độc nhất vô nhị. Đó, thì em mới hỏi nó: bây giờ tao mua 5 bông, mày bán tao 5 bông đi. Cái nó báo giá xong: ôi chết mẹ, không đủ tiền mua. Nhiều quá. Thôi, anh yêu em cũng được. Ba thôi. Rồi, đó. Là em lúc đó em mới nói với lại thằng bạn của em: bây giờ cái ngày hôm đó, giờ chi bài, mày đem cái này mày qua cái lớp,
bên kia 11B10 11A10 11A10 18 lúc đó em núp ở cái cột phía xa xa vậy đó. Em không sợ thằng bạn em nó lật kèo hả? Nó tới đó nó thấy cổ dễ thương quá, cái em tặng chị là em tặng chị rồi sao? Bạn em nó gay. em rất tin tưởng. Mình cũng phải tính chiến lược đúng không? Rồi. Đó. Trời ơi, em phải tính hết chứ chị. Ừ. Một là thành công, mà hai là phải thành nhân chứ không thất bại được. Em nấp xa xa vậy đó anh dòm. Thế xong nó đi vô rồi. Em không biết cái chuyện gì xảy ra trong đó nha. Ừ. Em thấy nó đi vô 1 2 3 giây sau nguyên lớp. Ồ! Em sợ quá em chạy về lớp luôn. Cái em không biết chuyện gì xảy ra. Không biết chuyện gì xảy ra luôn. Thế xong cái nó ra cái cửa sổ, lúc đó là em ngồi cái lớp của em á, là cái em ngồi bàn cuối luôn, thì có cái cửa sổ thì bạn ok mà nghe ok mà nghe. À rồi rồi đã đưa tiền hết xong hết luôn rồi đó, ship tới nơi được luôn rồi đó, ra chơi tới giờ ra chơi luôn luôn không có dám được chơi. Thường á là em có hai thằng bạn, một là thằng Huy với là một là thằng Long. Thì hai thằng đó với là em là bộ ba là hay đi ra căng tin ngồi chơi, ngồi uống nước, ăn rồi nó xạo nó xàm rồi chơi, nhìn gái đi qua lại rồi chơi. Nhưng mà hôm nay đặc biệt em không đi, em rất là sợ. Rồi hai đứa kia nó có tới trấn an tinh thần em không? Hai đứa kia không biết. Oh. Em không có nói chị này chưa biết. Hai thằng kia nói đẹp trai lắm chị. Không có nói luôn. Xong cái bắt đầu, ê, lên làm gì? Không, nay tao bệnh, tao nhức đầu quá. Cho tao ở đây đi, tao mệt quá. Thôi tao đi. Nó đi rồi và nó quay lại lớp luôn rồi. Thì lúc đó em thấy xa xa là thấy cái chị đó, chị bắt đầu đi về cái hướng lớp mình. Đi về cái hướng lớp mình, tim đập loạn xạ. Sợ, em không có sợ là cái gì hết, em chỉ sợ là có tới người ta trả bông đó chị. Trời ơi, sợ lắm đó chị Nhi. Tâm lý thì em nói thiệt là lúc đó em rất là sợ. Chết mẹ là thôi. Đừng thấy ai tôi ở đây được. Tôi không có ở trong lớp rồi, tôi không trong lớp đâu. Cái con hoành đứng ngoài lớp. Có ai kiếm nè. Dạ. Nhiều khi chúng ta chết vì những đồng đội nhiệt tình đó. Thế xong mình đi ra. Đi ra vẫn phải giữ tâm lý bình thường nha. Chịu thấy tôi ngầu chưa? Tôi mới tặng bằng mấy người đó. Vẫn được giữ tâm lý bình thường thôi, nhưng mà không thấy cầm vỏ bông, không thấy cầm vỏ bông. Ok, được. Hello. Cái nói cảm ơn cái vỏ bông nha. Nói không có gì. Cái bắt đầu em nó móc điện thoại ra. Cho chị xin số điện thoại nha. Trời ơi. Mấy bạn tao đó rồi, rồi tới rồi. Mấy bạn tao nhìn thấy nè, nhìn thấy học hỏi nè. Đó, xin rồi đó, xin số, hai đứa trao đổi số điện thoại qua lại. Bắt đầu từ đó về sau thì thân hơn. Thân hơn. Rồi cái lúc mà ba thằng bạn thân ngồi chơi với nhau, nó xàm, nó xạo rồi. Thì lúc đó chị đó có một cái ổ bánh mì ngọt, vuông vuông vậy nè. Thì có ra mời, nói nè, ăn bánh mì đi. Thôi không ăn đâu, chị cứ ăn đi đó. Thôi nè ăn đi. Cái bắt đầu là mình thấy cũng ngại thôi, mình tại vì tự nhiên cái mình lấy thì nó cũng kỳ. Em bản thân em là rất là ngại chuyện đó, nhưng mà thôi ăn đi, mời quá. Cái bắt đầu là hai bạn mày không ăn thì để tụi tao ăn đó. Xong cái bắt đầu là mình rồi cảm ơn nghe đó, rồi ăn mà hai bạn là ăn nhiều nhất nha. Thôi còn cái vỏ không à, thì đúng rồi em. Cái tay quay qua thấy chị đó, chị cũng buồn kiểu gì á. Cái mình suy nghĩ, ủa hay là mình cho hai bạn mình ăn cái hơi buồn nhỉ. Mãi sau này á mới biết là cái ngày hôm đó là cái cô đó cổ ăn chay, và đó là cái món ăn sáng duy nhất trong ngày của cổ. Ôi là trời ơi, chị mời lời thôi, cái ăn thiệt luôn, ăn thiệt luôn mà mời quá. Ta chưa trưởng thành mà, thôi chịu khó đi. Mặc dù lột khăn hoàng rồi nhưng cũng chưa trưởng thành đâu. Hèn chi thấy buồn kiểu lúc đầu ăn đi xong hồi ấy ăn mà mãi sau này mình mới biết nha. Nhưng mà mình có lưu tâm đến cái cảm xúc của người ta tại cái lúc đó, mà người ta cũng không có kiểu đòi lại hay gì hết. Người ta vẫn ok, người ta chấp nhận cái chuyện đó, người ta sẽ chịu. Người ta hơi hụt khẩn xíu của tôi mà lơi mà nó kiểu vậy. Nếu mà quay ngược thời gian, mà nếu mà em xử lý cái tình huống đó, em sẽ ok, em sẽ cùng ăn với bạn đó.
sẽ bẻ đôi ăn chung với bạn đó, chứ không phải đưa đôi hàng quý này ra. Đúng rồi, đâu có được vậy em. Đó là lý do mà tại sao chúng ta sẽ trưởng thành từ những lần vấp ngã đó. Rồi vậy là coi như là tới đó là hai bên đã xác định với nhau rằng là mình đang ở trong một cái mối quan hệ tình cảm chưa. Đến đó là coi như là mặc dù